xin Thánh Thần Chúa đến như làn gió tràn ngập lòng con, ban ngọn lửa yêu mến chiếu sáng lòng con đầy tâm tôi. Thế giới còn u mê, Ngài đến mau đổi mới gian trần. Ban ngọn lửa yêu mến dẫn dắt con đi trên đường ngày. Xin ngôi ba ngự xuống vui an muôn dân lầm than. Xin ngôi ba ngự xuống kết liên muôn người nên một. Xin ngôi ba ngự xuống ban xứng thiêng nguồn ơn thánh. Say đi trên đường loan tin mừng cho khắp gian trần. Xin Thánh Thần Chúa đến ban nguồn suối tràn đầy ơn thiêng, tươi gội nơi khô khan uốn nắn đường gian tà muôn lối. Chưa hết mọi đau thương tình đốn cho mọi chỗ sai làng, ban đầy dư huân đứng dẫn bước con đi trong niềm tin. Xin ngôi ba ngự xuống vui an muôn dân lầm than. Xin ngôi ba ngự xuống kết liên muôn người nên một. Xin ngôi ba ngự xuống ban xứng thiêng nguồn ơn thánh. Hăng say đi trên đường loan tin mừng cho khắp gian trần. Thần Chúa đến như làn gió tràn ngập lòng con, ban ngọn lửa yêu mến chiếu sáng lòng con đầy tâm tôi. Thế giới còn u mê, Ngài đến mau đổi mới gian trần. Ban ngọn lửa yêu mến dẫn dắt con đi trên đường ngày. Xin ngôi ba ngự xuống vui an muôn dân lầm than. Xin ngôi ba ngự xuống kết liên muôn người nên một. Xin ngôi ba ngự xuống ban xứng thiêng nguồn ơn thánh. Hăng say đi trên đường loan tin mừng cho khắp gian trần. Ngôi ba ngự xuống vui an muôn dân lầm than. Xin ngôi ba ngự xuống kết liên muôn người nên một. Xin ngôi ba ngự xuống ban xứng thiêng nguồn ơn thánh. Hăng say đi trên đường loan tin mừng cho khắp gian trần. Xin ngôi ba ngự xuống ban xứng thiêng nguồn ơn thánh. Hăng say đi trên đường loan tin mừng cho khắp gian trần.
chờ ngài suối nguồn thánh ân hiền xuống này sự gian xin ngài đôi mới ngài ơi xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian lu mê tôi tâm ngài ơi xin ngài hãy đến hiến linh ngài ơi lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường cầu ngài liên kết chúng con nhất tâm trong ngài cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu ngài mở lòng sáng soi đường đi tìm chân lý công bình bác ái ngài ơi xin ngài thương đến uốn nắn neo đi quanh co sai lầm ngài ơi xin ngài hãy đến dẫn đi đường ngài lạy ngài xin đến dẫn chúng con trên đường cầu ngài liên kết chúng con nhất tâm trong ngài cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu trong đàn chiên Chúa ngài ơi xin ngài thương dung chỉ lối những ai đi xa chưa về ngài ơi xin ngài hãy đến uy an ngài ơi lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường cầu ngài liên kết yên tâm trong ngài, ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Sống sao nên người con Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cha quản hạt, kính thưa quý cha, quý sơ, kính thưa hội đồng mục vụ giáo xứ, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Thánh Thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Đó là khát vọng của cả nhân loại, và đó là tâm tình cầu nguyện đặc biệt của cộng đoàn phụng vụ chúng ta trong giờ phút này. Thế giới luôn mong chờ Chúa Thánh Thần, lòng người luôn mong chờ Chúa Thánh Thần để người canh tân, đổi mới và thêm sức. Không có Chúa Thánh Thần, thế giới này sẽ không có tình yêu, bởi vì Chúa Thánh Thần là tình yêu, là ngôi ba Thiên Chúa. Qua bí tích đặt thêm sức, các em của giáo xứ Trung Kỳ chúng ta sẽ được lĩnh nhận Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt, để Ngài soi sáng, dạy dỗ, hướng dẫn và thêm sức mạnh cho các em trong đời sống đức tin. Nếu nói đến cả giáo hội đều mong chờ Chúa Thánh Thần, thì mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây cũng đang đều mong đợi Chúa Thánh Thần. Vì thế chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ này không phải chỉ cho các em chịu phép thêm sức, mà cho mỗi người chúng ta ý thức được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn và trong cuộc đời mình, để chúng ta xin người hướng dẫn, chỉ bảo, giúp cho chúng ta nên Kitô hữu đích thực. Giờ đây chúng ta cùng khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm của mình, để xin Chúa cho chúng ta xứng đáng trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần, và những gì cầu nguyện trong thánh lễ này được Chúa lắng nghe và chấp nhận. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Oh,
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, xin thực hiện lời Chúa đã hứa mà sai Thánh Thần đến với chúng con. Chính Người sẽ ban cho chúng con sức mạnh để trước mặt người thế chúng con trở nên nhân chứng của tin mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaia. Ngày ấy, từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dung mãnh, thần khí hiểu biết và biết kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú. Người sẽ không xét xử dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho những người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh vực kẻ nghèo trong xứ sở. Đó là lời Chúa. Chúa đến để người đổi mới mơn đất này. Xin sai Chúa đến để người đổi mới mơn đất này. Hồn con xin chung tụng Chúa, lạy Thiên Chúa con tôn thờ. Ngài luôn lớn lao vô bờ, quá nhiều việc tay Chúa làm. Ngài đã tăng to dương bao. Kỳ công của Chúa tuyệt mỹ, thần phong phú trên địa cầu. Tình yêu Chúa đã tác tạo, biển rộng đồi cao núi sâu, vạn vật muôn loài đẹp tươi. Kìa muôn thu ngước nhìn Chúa, đời trong Chúa thương đoái nhìn. Dọn cho bữa ăn mặc tình, vui vầy cuộc sống tốt xinh, ngày ngày an bình hỷ hoan. Vừa khi Chúa rút thần khí, là thân chúng ra cho bụi. Còn đâu sáng thân sớm vui, Chúa là niềm vui cõi đời. Ngày làm mới lại trần gian. Bài trích sách công vụ tông đồ.
Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đâu ở xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn thánh thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng thánh thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nếu đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Bấy giờ, ông Phêrô đứng chung với nhóm 11 người lớn tiếng nói với dân chúng rằng: Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Jerusalem, xin cho biết điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây. Đức Giê-xu Nazareth và là người được Thiên Chúa phái đến với anh em và để chứng thực sứ mệnh của người. Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước. Đức Giê-xu ấy đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Chính Đức Giê-xu ấy Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy đang nghe. Đó là lời Chúa. Anh chị em và ông cùng cha, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người vào hội đường ngày Sa-bát và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho người sách ngôn sứ tiên tri Isaiah. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ rằng: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai các ngươi vừa nghe. Và ai nấy đều công nhận lời người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng người. Đó là lời Chúa.
Xin tiếp tục đứng. Xin mời cộng đoàn chúng ta ngồi, các con chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức đứng. Kính thưa Đức Tổng, hôm nay giáo xứ chúng con có 77 em sẽ lãnh nhận bí tích thêm sức, trong đó có 31 em nữ và 46 em nam. Các em đã học xong chương trình giáo lý theo cuốn Hồng Ân Huấn Giáo, giáo lý cấp 2 thêm sức của giáo phận Xuân Lộc, kéo dài trong thời gian từ 3 cho đến 4 năm. Sau khi đã tĩnh tâm, giờ đây con xin giới thiệu các em và xin Đức Cha ban bí tích thêm sức cho các em. Chúng con ngồi xuống. Kính thưa cộng đoàn, cách đây mấy năm tôi đã về đây để xử sự thánh lễ và nghi thức cung hiến nhà thờ, cung hiến bàn thờ. Như chúng ta biết, nghi thức cung hiến nhà thờ và bàn thờ là một biến cố quan trọng trong lịch sử giáo hội của Tổng Giáo Phận và cách riêng của giáo xứ chúng ta. Ngôi nhà thờ này đã được cung hiến, được ghi vào danh sách những nhà thờ được cung hiến trong Tổng Giáo Phận, mà những nhà thờ này thì không nhiều, những nhà thờ được cung hiến không nhiều. Bởi vì mỗi nhà thờ được cung hiến thì phải đủ những tiêu chí mà giáo hội mong muốn. Trong các bà còn nhớ lại nghi thức sức dầu trong thánh lễ cung hiến ngôi nhà thờ này. Tôi sức dầu ở bàn thờ dâng lễ, các cha đi sức dầu ở các cột của nhà thờ hay là các tường của nhà thờ. Có 6 điểm, như chúng ta biết, 6 cái cột, mỗi bên 6 cột, mỗi bên 6 cột, tượng trưng cho 12 tông đồ. Nghi thức cung hiến nhà thờ và bàn thờ đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử giáo xứ chúng ta. Và hôm nay với nghi thức bí tích thêm sức thì chúng ta lại lưu ý đến một ngôi đền thờ khác, là một ngôi đền thờ thiêng liêng, là tâm hồn người tín hữu. Đền thờ này quan trọng hơn ngôi nhà thờ bằng vật chất, dù cả hai đều quan trọng, nhưng mà nếu nhà thờ ngôi vật bằng vật chất này, bằng gỗ, bằng đá, bằng xi măng, cốt sắt, có được xây dựng là vì để nâng đỡ, củng cố đền thờ thiêng liêng nơi tâm hồn mỗi người chúng ta. Tôi xin nhắc lại là nếu ngôi nhà thờ vật chất bằng gỗ, bằng đá, bằng bê tông, cốt thép có được xây dựng là để củng cố, nâng đỡ đền thờ tâm hồn thiêng liêng nơi mỗi người chúng ta. Bởi vì mỗi người, tâm hồn mỗi người là đền thờ Chúa Ba Ngôi Ngự. Điều này chúng ta có được trở nên đền thờ là nhờ bí tích rửa tội, thưa quý ông bà và anh chị em. Bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở thành con cái Chúa. Bí tích này kết nạp chúng ta vào giáo hội. Bí tích này làm cho chúng ta trở nên Kitô hữu. Và bí tích này làm cho chúng ta trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần, đền thờ Chúa Ba Ngôi. Vì thế mà hôm nay khi lĩnh nhận bí tích thêm sức là chúng ta xin Chúa Thánh Thần trang điểm và củng cố cho đền thờ tâm hồn của chúng ta thêm vững chắc.
Vì thế mà bí tích này được gọi là thêm sức. Bí tích thêm sức tức là tăng thêm sức mạnh, tăng thêm ân sủng mà chúng ta đã lĩnh nhận khi được chịu phép rửa tội. Thưa quý ông bà và anh chị em, vì thế trong nghi thức cung hiến nhà thờ, chúng ta thấy sức dầu bàn thờ và sức dầu 12 cột của nhà thờ. Thì hôm nay trong nghi thức thêm sức, các em cũng được sức dầu trên trán. Nghi thức sức dầu và đặt tay làm thành thành phần quan trọng nhất của bí tích thêm sức, thiếu thì không được. Nếu thiếu nghi thức sức dầu và nghi thức đặt tay thì không thành bí tích thêm sức. Vì thế mà các em được sức dầu để làm gì? Đôi khi chúng ta tham dự thánh lễ hay chúng ta nghe lời Chúa nói đến nghi thức sức dầu. Các em được sức dầu để làm gì? Các em sức dầu để được Chúa thánh hiến. Các em sức dầu để được Chúa ban mọi ơn lành. Các em sức dầu để được Chúa ban sức mạnh. Các em sức dầu để được Chúa tha mọi tội lỗi. Và các em sức dầu để các em nên giống Chúa Kitô. Đây là những giáo huấn quan trọng của giáo hội. Chúng ta vừa nghe bài phúc âm Chúa Giêsu về thăm quê ở Nazareth. Người vào hội đường và đọc lời ngôn sứ Isaiah: Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa sức dầu cho tôi. Người sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Ở đây có hai vế trong lời Chúa của bài tin mừng. Vế thứ nhất là muốn nói lên vinh dự của chúng ta là những người được sức dầu để nên giống Chúa Giêsu. Vế thứ hai là nói đến việc Chúa sai chúng ta vào lòng cuộc đời. Là người tín hữu công giáo, ít khi chúng ta lưu ý đến cái vế thứ hai này. Bởi vì chúng ta đã trải qua những thập niên vô cùng khó khăn, thiếu các cha, thiếu các sơ, cho nên chúng ta không được học giáo lý. Có nhiều người chúng ta giữ đạo là vì ông bà cha mẹ truyền lại thôi, nhưng mà không được học giáo lý để đào sâu đức tin. Vì thế mà không hiểu cái bổn phận của người công giáo. Cho nên thưa quý ông bà và anh chị em, có nhiều bạn trẻ khi ra thành phố để làm việc, khi đi học đại học hay là khi đi bộ đội, công nhân, họ mất đức tin, họ mất đức tin bởi vì họ không hiểu giáo lý. Họ không hiểu giáo lý và họ coi giáo lý như là một cái nề nếp, truyền thống, phong tục, tập quán của dân làng thôi hay là của gia đình thôi. Trong khi đó thì không phải như vậy, đức tin công giáo không phải như vậy. Chúng ta được sức dầu để thuộc về Chúa Kitô nên giống Chúa Kitô, sức dầu để trở nên con Thiên Chúa, sức dầu để được thánh hiến, sức dầu để được ơn tha tội, sức dầu để được ban sức mạnh. Lát nữa, các em thiếu nhi 77 em của giáo xứ chúng ta được sức dầu là đều gồm tóm những mục đích ấy, thưa quý ông bà và anh chị em. Như tôi vừa nói, lời Chúa Giêsu nói trong phúc âm hôm nay có thể nhắc đến hai khía cạnh. Một là vinh dự của người Kitô hữu, hai là bổn phận của người Kitô hữu. Chúa Giêsu đọc lời ngôn sứ Isaiah: Người sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương. Thưa quý ông bà và anh chị em, người tín hữu công giáo là người được Chúa sai vào lòng cuộc đời. Mặc dù là chúng ta không cảm nhận được điều ấy, bởi vì chúng ta sinh ra lớn lên ở một xã này, xã kia, địa phương này, địa phương khác. Nhưng mà nếu nhìn theo cái nhìn đức tin thì chúng ta sẽ ý thức rằng chính khi chúng ta sống ở địa phương này, địa phương khác, những cô gái đi lấy chồng ở nơi này, nơi khác, là Chúa sai chúng ta đến đấy để làm việc, Chúa sai chúng ta đến đấy để làm chứng cho Chúa. Vì thế mà có những người đang làm ở trong hãng xưởng thợ thuyền, có những người học ở trường đại học, có những người làm ở văn phòng, có những người đi buôn bán, có những người làm nội trợ, có những người làm nông dân. Nếu chúng ta ý thức được bổn phận và vinh dự của người công giáo thì chúng ta sẽ thấy là Chúa sai chúng ta đến những môi trường cụ thể ấy. Ít khi chúng ta nghĩ đến điều này, thưa quý ông bà và anh chị em. Vì thế mà hôm nay chúng ta cử hành bí tích thêm sức, chúng ta hãy lưu ý đến điều ấy. Và các bài đọc lời Chúa
bài thứ nhất ngôn sứ Isaiah, bài thứ hai chính sách tông đồ công vụ đều nói đến việc làm chứng cho Chúa. Bởi vì Chúa ban cho chúng ta bảy ơn của Chúa Thánh Thần để chúng ta làm chứng cho Chúa, vì thế bí tích này được gọi là bí tích thêm sức. Thêm sức là thêm cho chúng ta sức mạnh, không phải là sức mạnh cơ bắp, mà là sức mạnh siêu nhiên, sức mạnh của Chúa Thánh Thần, sức mạnh để chúng ta sống trung thực, sức mạnh để chúng ta không nói dối, sức mạnh để chúng ta hiếu thảo với cha mẹ, sức mạnh để chúng ta biết tha thứ cho nhau trong đời sống vợ chồng, để níu giữ, không làm cho gia đình đến chỗ tan vỡ. Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta nói về Chúa cho những anh chị em chúng ta. Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để mặc dù những khi gặp thử thách, chúng ta vẫn tin vào Chúa và không phản bội người. Đó là sức mạnh mà bí tích này ban cho chúng ta. Thực sự ra là chính Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta. Còn các con thân mến, các con sắp được chịu phép thêm sức, tức là nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con nên biết rằng bí tích thêm sức là một giai đoạn quan trọng trong đời sống đức tin. Bởi vì nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng con không biết đối nhân xử thế. Các con không biết đối nhân xử thế. Không có Chúa Thánh Thần, các con không được ơn thông minh trí sáng. Không có Chúa Thánh Thần, các con sẽ có thể đi vào con đường lầm lạc. Nhất là bây giờ, thiếu nhi, thanh niên, tuổi trẻ trong xã hội Việt Nam nhiều cám dỗ lắm. Cám dỗ để mà đi lang thang bụi đời. Cám dỗ để mà bỏ học. Cám dỗ để chơi game suốt ngày, suốt đêm. Cám dỗ ma túy. Cám dỗ để sống lừa đảo, dối trá. Cám dỗ để mà bỏ Chúa, lối sống vô thần. Vì thế mà chúng ta đều kinh nghiệm được một cái hiện trạng bây giờ. Có nhiều bạn trẻ 20, 21, 22 tuổi, bố mẹ nhắc đi nhà thờ không đi nữa và dễ dàng cãi lại bố mẹ bởi vì họ được nghe tuyên truyền trái lại với giáo huấn của giáo hội. Giới trẻ hôm nay bị ảnh hưởng rất nhiều bởi lối sống không có đạo đức. Cho nên bây giờ chúng ta thấy hậu quả nhiều lắm. Hậu quả là bạo lực trong xã hội, bạo lực gia đình. Hậu quả là những cô gái mang thai một cách dễ dàng ngoài hôn nhân cho nên đi phá thai, giết người. Hậu quả bây giờ là nhiều bạn trẻ rơi vào ma túy, tù tội, hỏng hết cả một tương lai cuộc đời. Vì thế mà các con là những người đón nhận Chúa Thánh Thần. Các con phải luôn luôn cầu xin Chúa Thánh Thần và phải học giáo lý nữa thì mới biết về Chúa Thánh Thần, mới biết về Chúa Giê-xu. Nếu không học giáo lý làm sao biết được Chúa Giê-xu? Nơi một số bậc phụ huynh cũng như nơi một số các bạn trẻ có một cái lối suy nghĩ sai lầm này, tức là đã chịu phép thêm sức rồi là xong nhiệm vụ, không cần phải học hành gì nữa. Nghĩ như thế là sai lầm. Vì thế mà nhất là ở miền Bắc chúng ta, cái quan niệm lệch lạc ấy nó làm cho đời sống đức tin rệu rạo. Bởi vì người ta nghĩ là thêm sức xong là hết trách nhiệm. Đó cũng là lối suy nghĩ của nhiều ông bà, cha mẹ và bậc phụ huynh, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta chủ quan quá, cho mình là học mấy bài giáo lý để thêm sức là đủ hết rồi, chưa bao giờ đủ đâu. Bởi vì người tín hữu công giáo còn phải học suốt đời để gặp gỡ Chúa, để nhận ra Chúa rõ hơn, để kết nối tâm tình thân mật với Chúa và để được niềm vui Chúa ban cho mình. Tại sao mà các bạn trẻ ngày nay hay là các em thiếu nhi không muốn đi lễ? Bởi vì các em ấy không cảm nhận được niềm vui khi đi lễ. Và chính cha mẹ không làm gương sáng cho các em trong việc đi lễ. Bởi vì đi lễ không phải là đi để ngồi nói chuyện, không phải đi để bàn luận việc xã hội, việc hàng xóm, đầu làng, cuối xóm. Đi lễ không phải là đón nhận kiến thức văn hóa. Đi lễ là gặp gỡ Chúa Giê-xu. Đi lễ để làm cho đời sống đức tin nơi mình mỗi ngày được phát triển. Và đi lễ để tìm thấy niềm vui Chúa ban cho mình. Khi nào phải cảm nhận được như thế thì mọi người mới thích đi lễ và họ tham dự thánh lễ một cách sốt sáng chứ không ngồi nói chuyện, không ồn ào,
không đi ra đi vào, không cắt đầu cắt đuôi, không vì miễn cưỡng, không vì đi lễ để lấy lòng người khác. Có nhiều em thiếu nhi, bố mẹ ở nhà bảo đi lễ, nó vâng dạ đi lễ nhưng nó có vào nhà thờ đâu. Nhưng mà cha mẹ chúng ta phải làm sao để mà lưu ý nhắc nhở con cái mình với tâm tình đức tin và với gương sáng của cha mẹ cũng như với tình yêu thương. Vì thế mà các con thân mến, các con được lĩnh nhận Chúa Thánh Thần, các con được đón nhận thêm sức, được sức mạnh của Người. Các con phải nhớ rằng Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn các con. Cho nên các con phải cầu xin với Chúa Thánh Thần trước khi đi thi cử. Chúng con cầu xin trước khi mà chúng ta quyết định điều gì quan trọng, lựa chọn quan trọng. Chúng con phải cầu xin Chúa Thánh Thần luôn luôn để Người ban cho các con trở nên người con hiếu thảo ở gia đình và người học trò ngoan ở nhà trường, không nói dối, không nói những điều mất lòng cha mẹ, mất lòng thầy cô, không bỏ học, không bỏ lễ. Chúng con phải, các con phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần mới có thể làm được điều ấy. Bởi vì theo khuynh hướng tự nhiên thì ai người ta cũng thích mải chơi, ai cũng thích bỏ học, ai cũng thích làm những gì mình muốn. Nhưng nếu chỉ theo khuynh hướng tự nhiên, các con không bao giờ trở nên người tốt được. Ai trong chúng ta cũng muốn trở nên người tốt, nhưng mà lại không làm những điều cần thiết để trở nên người tốt. Xin Chúa Thánh Thần đổ muôn ơn lành của Người xuống trên cộng đoàn chúng ta, cách riêng trên các em sắp chịu phép thêm sức giờ này, để chúng ta cảm nhận được sức mạnh và niềm vui mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn đứng. Các con thân mến, trước khi được chịu phép thêm sức, các con phải tuyên thệ trước mặt Chúa từ bỏ ma quỷ, và các con cũng phải tuyên xưng đức tin như nội. Cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng với các em. Các con có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Các con có tin kính Thiên Chúa toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Các con có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên? Các con có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, đấng ban sự sống, đấng mà hôm nay nhờ bí tích thêm sức, các con sẽ lãnh nhận một cách đặc biệt như các thánh tông đồ xưa trong ngày Người hiện xuống không? Các con có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin sắc sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãy hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Giờ đây là nghi thức đặt tay và lời cầu nguyện. Chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn sốt sáng cầu xin Chúa Thánh Thần ban bảy ơn của Người trên các em sắp được chịu phép thêm sức, nhờ đó các em trở nên chứng nhân của Chúa giữa đời. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi. Thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong những người này. Xin ban cho những người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này ơn kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời cộng đoàn ngồi.
Kính thưa Đức Tổng Giuse, tên con là Phaolô Trần Sĩ Pháp. Con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con. Phaolô Trần Sĩ Pháp, hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Kính thưa Đức Tổng Giuse, tên con là Giuse Trần Sĩ Quang. Con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con. Giuse Trần Sĩ Quang, hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng con và ở cùng cha. Kính thưa Đức Tổng Giuse, tên con là Phêrô Trần Ngọc Quang. Con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con. Phêrô Trần Ngọc Quang, hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng con và cùng cha. Chụp ảnh trên này, chụp ảnh trên này. Kính thưa Đức Tổng Giuse, tên con là Giuse Trần Xuân Dương. Con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con. Giuse Trần Xuân Dương, hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng con và ở cùng cha. Kính thưa Đức Tổng Giuse, tên con là Phaolô Trần Mạnh Tiến. Con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con. Phaolô Trần Mạnh Tiến, hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng con và cùng cha. Kính thưa Đức Tổng Giuse, tên con là Maria Trần Thị Hiền. Con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con. Maria Trần Thị Hiền, hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng con và ở cùng cha. Kính thưa Đức Tổng Giuse, tên con là Maria Nguyễn Hà Linh. Con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con. Maria Nguyễn Hà Linh, hãy lấy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng con và cùng cha. Kính thưa Đức Tổng Giuse, tên con là Maria Trần Thị Hồng Nhung. Con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con. Maria Trần Thị Hồng Nhung, hãy lấy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng con và cùng cha. Kính thưa Đức Tổng Giuse, tên con là Maria Trần Thị Phương Uyên. Con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con. Maria Trần Thị Phương Uyên, hãy lấy. Amen. Bình an của Chúa cùng con và cùng cha. Kính thưa Đức Tổng Giuse, tên con là Anna Trần Thị Hồng Hạnh. Con xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho con. Anna Trần Thị Hồng Hạnh, hãy lấy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa cùng con và ở cùng cha. Xin cho con đường ơn mạnh xưa
thương ơn thông minh, để con biết Chúa chính là con đường chân lý. Xin cho con được ơn đạo đức, để mỗi ngày biết tin cậy mến Chúa luôn. Chúa và biết kính mến Chúa trên hết mọi sự. Xin cho con trở nên sung phạm Đức Chúa Trời, vì Chúa là Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Lạy Chúa, ta
Mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa Cha toàn năng. Chớ gì lời cầu nguyện của chúng ta được hợp nhất như chỉ có một đức tin, đức cậy và đức mến phát xuất từ Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các tôi tớ mà Chúa Thánh Thần đã ngự đến, làm cho vững mạnh, để họ vững vàng trong đức tin, bền đỗ trong đức ái mà làm chứng cho Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cha mẹ chúng con, những người đỡ đầu và các cô chú giáo lý viên, để khi họ nâng đỡ đức tin của chúng con, những người vừa lãnh nhận bí tích thêm sức, họ dùng lời nói và gương lành làm luôn luôn khuyên nhủ chúng con theo chân Chúa Kitô. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh, cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse của chúng con và toàn thể các giám mục, để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần đoàn tụ trong một đức tin và đức mến, luôn lan rộng và tăng trưởng cho tới ngày Chúa đến. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta cầu xin Chúa cho toàn thể thế giới, để mọi người cũng có một đấng tạo hóa và một cha chung, biết nhìn nhận nhau như anh em, không phân biệt chủng tộc hay quốc gia, và thành tâm tìm kiếm nước Thiên Chúa là sự bình an và vui mừng trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các thánh tông đồ, và muốn nhờ các ngài và những đấng kế vị các ngài mà ban Chúa Thánh Thần cho toàn thể các tín hữu. Xin Chúa đoái thương nghe lời chúng con cầu nguyện, để giờ đây tuôn đổ xuống tâm hồn các tín hữu ơn Chúa Thánh Thần mà Chúa đã thương thực hiện lúc khởi sự rao giảng phúc âm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ hội Thánh Chúa tiến dâng để cầu cho những người tín hữu vừa đón nhận Thánh Thần của Chúa. Xin cho họ giữ mãi trong tâm hồn các ân huệ Chúa ban và không ngừng khai thác để phục vụ anh em đồng loại. Nhờ đó họ sẽ đạt tới hạnh phúc muôn đời Thánh Thần đã hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con khi lên trời và ngự bên hữu Cha, người ban Chúa Thánh Thần cho các nghĩa tử của Cha như lời người đã hứa. Vì thế giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con sốt sáng chúc tụng Cha và lớn tiếng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Khi Chúa đi, vì vậy lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Người với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha Tòa Hằng Đấng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay món cơ và tha nợ chúng con, xin Cha để lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Thank you.
trong trinh thâm tâm. Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài cận kề hơn chính thân con. Chúa trong lòng con, xin cho con bước xuống lòng mình, xin cho con yêu mến về tình. Chúa trong lòng con, xin cho con vây vốn lặng thinh, để được nhìn bóng dáng thần linh trong ân tình tràn chứa niềm tin.
Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa là Cha toàn năng đã cho anh chị em được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, và nhận anh chị em làm nghĩa tử, xin người ban phúc lành cho anh chị em và gìn giữ anh chị em luôn xứng đáng với tình thương của người. Đức Giêsu Kitô, Con một của Thiên Chúa, đã gỡ cửa Thánh Thần chân lý đến ở cùng giáo hội. Xin người ban phúc lành cho anh chị em và cho anh chị em sức mạnh của Thánh Thần để can đảm và kiên trì tuyên xưng đức tin. Amen. Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ đã đốt lửa yêu mến trong lòng các tông đồ. Xin người liên kết anh chị em lên một và dẫn đưa tới hưởng niềm hoan lạc của nước Thiên Chúa mà không bị vấp ngã trên đường. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Con kính xin Đức Tổng an tọa, quý cha an tọa, kính mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây xin kính mời một em đại diện cho 77 em được lãnh nhận bí tích thêm sức lên có đôi lời cảm ơn tới Đức Tổng, quý cha và cộng đoàn. Xin trân trọng kính mời. Trọng kính Đức Tổng Giuse kính yêu, kính thưa cha quản hạt, cha xứ Giuse cùng quý cha đồng tế, kính thưa quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, quý khách trong và ngoài giáo xứ, quý cô giáo lý viên, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn. Hôm nay thật là một ngày hồng phúc đối với giáo xứ Trung Kỳ chúng con nói chung và đặc biệt đối với 77 bạn thiếu nhi lớp thêm sức chúng con nói riêng, được đón Đức Tổng Giuse đấng nhân danh Chúa mà đến thăm và ban bí tích thêm sức cho chúng con. Cùng với cha quản hạt, quý cha đồng tế dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho chúng con trong ngày trọng đại này. Thay lời cho 77 bạn được lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay, con xin được bày tỏ tâm tình biết ơn tới Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ, các cô giáo lý viên cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã cầu nguyện cho chúng con trong ngày hồng phúc này. Trước tiên, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa đấng đã tạo dựng nên chúng con, cho chúng con được làm người và làm con Chúa trong lòng giáo hội. Và ngày hôm nay, chúng con lại được lãnh nhận ấn tích ơn Chúa Thánh Thần qua bí tích thêm sức mà Đức Tổng vừa đặt tay và sức dầu thánh trên chúng con. Nhờ ấn tích thiêng liêng này, chúng con hân hoan ra đi và làm chứng cho tin mừng của Chúa. Chúng con xin tri ân Đức Tổng Giuse khả kính với tấm lòng người mục tử, hết lòng chăm lo cho đoàn chiên và qua bàn tay của Ngài mà Thiên Chúa đã thông ban ơn Thánh Thần trên chúng con. Sự hiện diện đầy chân quý của Đức Tổng là niềm kích lệ to lớn cho đời sống đức tin của chúng con, giúp chúng con cảm nếm được tình yêu của Chúa Giêsu mục tử. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse ban muôn ơn lành hồn xác trên Đức Tổng để Ngài tiếp tục chèo lái con thuyền đức tin đến bến bờ yêu thương. Chúng con xin bày tỏ tấm lòng biết ơn cha xứ Giuse, cha đã tổ chức các lớp giáo lý vào các Chúa Nhật hàng tuần. Cha đã lo lắng, thôi thúc và tạo mọi điều kiện để chúng con được học hỏi giáo lý. Qua cha, chúng con cảm nghiệm được Thiên Chúa thật gần gũi và giàu lòng xót thương. Chúng con nguyện xin Chúa ban cho cha luôn được mạnh khỏe và được đầy ơn của Chúa Thánh Thần để cha tiếp tục dạy dỗ chúng con trong đời sống đức tin. Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha quản hạt, quý cha đồng tế, quý tu sĩ vì tình liên đới và hiệp thông mà các ngài đã thu xếp công việc về hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con hôm nay.
Chúng con xin gửi lời tri ân đến các cô giáo lý viên đã quan tâm, động viên và dạy dỗ chúng con trong suốt những năm tháng vừa qua để chúng con được học hỏi giáo lý. Và ngày hôm nay, chúng con được tham dự vào sự sống thần linh của Chúa Ba Ngôi, giúp chúng con hiểu rõ về mặc khải của Chúa, giáo huấn của Hội Thánh, cho chúng con học biết về Chúa Thánh Thần và những ân sủng của Người ban cho chúng con, để đến ngày hôm nay, chúng con phải thốt lên: "Ôi, vĩ đại thay, con được cư ngụ nơi nhà Chúa suốt cuộc đời." Cách riêng, chúng con xin cảm ơn cha mẹ kính yêu của chúng con đã sinh thành và dưỡng dục chúng con nên người, để ngày hôm nay chúng con được trở thành những Kitô hữu trưởng thành trong ân sủng của Chúa Thánh Thần. Làm sao có thể kể hết được những công lao vất vả và tình cảm mà cha mẹ dành cho chúng con. Chúng con xin khắc ghi và thực hành những lời cha mẹ dạy dỗ, cố gắng sống ngoan hiền để cha mẹ vui lòng. Chúng con xin tri ân cha mẹ đỡ đầu, cha mẹ đã đón nhận chúng con là con cái thiêng liêng và trở nên gương sáng cho chúng con noi theo. Chúng con xin cảm ơn ban mục vụ giáo xứ, ban ca đoàn, ban kèn, ban âm thanh ánh sáng, ban lễ sinh, ban trang trí, các anh chị huynh dự trưởng, các ban ngành đoàn hội và toàn thể cộng đoàn, vì tình thương mến mà ngày hôm nay đã lo liệu, phục vụ để chúng con có một thánh lễ sốt sáng và linh thánh. Xin Chúa trả công thật nhiều để bù đắp những hy sinh đó của quý cha mẹ và quý vị. Sau cùng, trong tâm tình con thảo, chúng con kính xin Đức Tổng, cha xứ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cha mẹ, các cô giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn thương tiếp tục cầu nguyện và dạy dỗ chúng con, để mỗi ngày chúng con được hiểu biết giáo lý, ý thức được bổn phận của mình, sống đúng với lời Chúa dạy và can đảm sống chứng nhân tin mừng. Nhờ sức mạnh của ơn Chúa Thánh Thần đổ tràn trên chúng con xin đồng cảm tạ và tri ân. Từ thơ. Cùng hòa vang lên tiếng cảm ơn, để bày tỏ tấm lòng tri ân, chúng con xin dâng lên Đức Tổng bó hoa đơn sơ với tấm tình yêu mến của chúng con. Kính xin Đức Tổng công nhận. Lời cảm ơn không bao giờ. Chúng con ngồi xuống. Cảm ơn chúng con đã có những tâm tình tuyệt vời. Ước mong làm sao mà 77 em cũng có những cái ý tưởng như một em đại diện vừa đọc. Đây là những tâm tình rất là tốt lành, thánh thiện, hiếu thảo, biết ơn và đạo đức. Cha cũng hy vọng là tất cả chúng con đều thực hiện được những điều ấy, bởi vì những lời cảm ơn đôi khi nó chỉ là công thức bên ngoài, nó không diễn tả hoặc là không được tuân giữ một cách nghiêm túc. Bạn đại diện cho chúng con vừa nói đến tình cảm cha mẹ, nói đến sự quan tâm của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, nói đến sự quan tâm của giáo lý viên. Như thế nó phải là tình cảm chân thành. Cha ước mong là chúng con đều có chung một tâm tình ấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi về đây cử hành bí tích thêm sức. Khi sức giàu thì tôi mới nhận ra một điều là ở xứ Trung Kỳ này 98% là họ Trần. Có phải không? Chỉ có 2-3 em là họ Nguyễn thôi. Như thế là ở đây là toàn họ Trần. Mà không có bà biết họ Trần là họ nhà vua đấy. Họ Trần là họ sang trọng, họ Trần là rất thông minh. Cho nên là tôi nói thế không phải nói vui đâu, bởi vì ở đây có một cha họ Trần rất thông minh, là cha Giuse Trần Ngọc Vàng, rất thông minh.
Chúng ta biết cha Giuse này họ Trần chứ? Có khi cũng gốc gác là Trung Kỳ đấy. Vậy thì họ Trần thông minh như thế thì ở đây các em thiếu nhi nam nữ phải tìm hiểu ơn gọi đi tu đi. Con gái đi tu làm bà sơ, con trai đi tu làm chủng sinh linh mục. Tôi thấy về đây thấy các em rất là sáng sủa. Họ Trần là thông minh lắm. Cho nên chúng ta nên lưu ý đến điều này, bố mẹ phải cầu nguyện và động viên các em. Tại vì có nhiều em xin đi tu làm chủng sinh mà bố mẹ ngăn cản hết sức, bố mẹ ngăn cản. Đó là một điều đáng tiếc. Bởi vì như Thánh Gioan 23 giáo hoàng đã nói, ơn gọi đến từ Thiên Chúa nhưng mà khởi đầu từ gia đình. Ơn gọi đương nhiên phải từ Chúa mà đến, nhưng mà khởi đầu từ gia đình. Điều đó có nghĩa là muốn có một ơn gọi thì cha mẹ phải mong muốn, cha mẹ phải cầu nguyện, cha mẹ phải động viên, cha mẹ phải khích lệ mới được. Còn nếu mà cha mẹ cấm cản thì không bao giờ có ơn gọi được. Một điều nữa, hôm nay tôi về đây tôi quan sát thì tôi thấy Trung Kỳ là cái nơi có rất nhiều thiếu nhi. Các em thiếu nhi thánh thể đây này, rất là đông mà chúng con đi lễ sốt sáng. Có các bà quản hướng dẫn rất là sốt sáng. Và chúng con cũng giỏi tuyệt vời là hôm nay chúng ta hát lễ, đương nhiên có ca đoàn là nòng cốt rồi, nhưng mà tất cả ca đoàn, tất cả cộng đoàn chúng ta cùng hát, mà nhất là các em thiếu nhi thì hát tuyệt vời, hát rất khỏe. Nó ngang ngang một tí thôi nhưng mà hát khỏe lắm. Hả? Nhưng mà ngang không sao, Chúa hiểu hết không sao, nhưng mà nói lên cái lòng nhiệt tình. Nhưng mà từ đây tôi cũng có cái mối lo lắng quan tâm, đó là làm sao để dạy giáo lý cho các em. Bởi vì tôi hỏi thăm cha xứ thì ở đây không có các sơ. May thay ở đây có 20 giáo lý viên. Vì thế cho nên xin cha và hội đồng mục vụ giáo xứ cũng như là các anh chị em giáo lý viên lưu ý đến việc dạy dỗ giáo lý cho các em ở các lứa tuổi khác nhau. Bây giờ địa phận chúng ta đã có cuốn giáo lý mới rồi đấy. Trước đây cứ học giáo lý của Xuân Lộc, nhưng mà từ tháng 7 vừa rồi là ấn định là từ nay áp dụng cái cuốn giáo lý của địa phận. Cuốn này hơi khó một chút bởi vì nó phù hợp với cái kiến thức của thời đại. Nhưng mà ở đây mặc dù có 20 giáo lý viên thì cha xứ cũng vẫn phải thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cho giáo lý viên. Bởi vì giáo lý viên là những người có lòng nhiệt thành nhưng mà chưa chắc đã có kiến thức. Vì thế mà có khi có kiến thức nhưng kiến thức sai lầm mình không biết. Vì thế cha xứ cần phải gặp gỡ thường xuyên và giúp cho anh chị em giáo lý viên bồi dưỡng kiến thức. Phải có kiến thức thì mới truyền tải cho các em được. Trong thánh lễ tôi đã nói lên tầm quan trọng của việc học giáo lý, bởi vì có nhiều người cha mẹ nghĩ rằng các em thêm sức xong là thôi, hết trách nhiệm. Đây là một lối suy nghĩ lệch lạc và sai lầm. Vì thế cho nên ở đây có rất đông các em thiếu nhi thánh thể. Tôi ước mong là hội đồng mục vụ giáo xứ cùng với anh chị em giáo lý viên hãy cố gắng để cộng tác với cha xứ để giúp cho các thế hệ tương lai biết Chúa, biết đạo. Tôi ước mong có những giáo lý viên ở tuổi trung tuổi như là các bà quản, những chị em mà đã tương đối nhẹ gánh gia đình, nếu có kiến thức và có lòng nhiệt thành hoặc là được đào tạo thì họ sẽ là những giáo lý viên rất là tốt. Bởi vì tuổi tác của họ cũng tương đương với cha mẹ của các em. Kiến thức và lòng nhiệt thành của họ cũng đã ở mức chứng trạc. Vì thế mà chúng ta cần phải lưu ý đến việc dạy giáo lý cho các thế hệ tương lai. Và khi tôi nói như thế với các ông các bà, nói như thế với mọi người, thì cha cũng nói điều ấy với chúng con là thiếu nhi trong giáo xứ Trung Kỳ, làm sao để học được giáo lý chắc chắn, giỏi giang. Họ Trần đã thông minh sẵn rồi, chỉ cần học một phần thì bằng người ta học 5 phần. Cho nên hy vọng là nơi đây sẽ có những người tín hữu giáo dân thông thạo giáo lý để xây dựng giáo hội. Tôi xin một lần nữa cảm ơn cha xứ và cộng đoàn đã dành cho tôi sự đón tiếp rất nồng hậu và trọng thể, có ban kèn, ban trống và có đủ mọi thành phần dân Chúa ngày hôm nay quy tụ nơi đây. Tôi xin cầu chúc, xin Chúa ban cho quý cha, quý sơ
cầu xin Chúa ban cho quý ông bà và anh chị em luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy niềm vui trong Chúa Thánh Thần. Xin hết lòng cảm ơn. Xin mời cộng đoàn đứng. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Sau thánh lễ, chúng con trân trọng kính mời Đức Tổng, quý cha ra cuối thân tháp để chụp ảnh kỷ niệm với các anh thêm sức. Xin các anh thêm sức chúng ta ra ngoài để chụp ảnh.